Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 16 tháng 3 đã có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Ukraine Dmytro Kuleba nhằm trao đổi về tình hình xung đột tại nước này. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng ông Sơn chia sẻ về những mất mát thiệt hại của người dân Ukraine và nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ các nỗ lực quốc tế về cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này. Tin cho hay ông Sơn cũng nhất trí cùng với Ukraine nối lại các hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai nước sau khi hòa bình ổn định được khôi phục ở Ukraine. Cuộc điện đàm giữa ông Sơn và người đồng nhiệm Ukraine diễn ra một ngày sau khi quan chức ngoại giao Việt Nam có cuộc trao đổi với người đồng nhiệm Nga. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong các cuộc điện đàm với phía Ukraine và Nga, Bộ trưởng Sơn đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam. Theo đó, các tranh chấp, bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.